Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa chia buồn đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Đến chia buồn tại Đại sứ quán, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc ngài Abe Shinzo, nhà lãnh đạo có uy tín quốc tế cao, người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Thay mặt nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới nhà vua, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo lời chia buồn sâu sắc nhất. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi trong tâm khảm về tình cảm sâu sắc và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ngài Abe Shinzo dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như là quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trong thời gian ngài làm Thủ tướng Nhật Bản đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, đầy ý nghĩa trong việc thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á. Cá nhân tôi không thể quên những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian cùng làm việc với ngài, sự quan tâm đặc biệt mà ngài dành cho người dân Việt Nam và quan hệ hai nước cũng như là cá nhân tôi. Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn về những tình cảm sâu nặng của ngài đối với văn hóa, con người và dân tộc Việt Nam, những quan tâm đóng góp không ngừng nghỉ, thiết thực, hiệu quả và bền vững của ngài nói riêng và của chính phủ, nhân dân Nhật Bản nói chung đã góp phần cho sự phát triển của Việt Nam. Mong ngài Abe Shinzo yên giấc ngàn thu và mong lãnh đạo nhân dân Nhật Bản và tang quyến ngài Abe Shinzo vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này." Cũng trong ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại sứ quán Nhật Bản số 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội ghi sổ tang thương tiếc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Trong sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc ngài Abe Shinzo, người bạn lớn, thân thiết, chí tình, chí nghĩa của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xin gửi tới Đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ Nhật Bản, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo sự thương tiếc, lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Abe Shinzo mất đi không chỉ là tổn thất to lớn với đất nước Nhật Bản mà của cả cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ quý báu của ngài Abe Shinzo đã dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như là quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản là tài sản vô giá cho tương lai quan hệ giữa hai nước chúng ta. Trong thời gian dài ngài làm Thủ tướng Nhật Bản, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã bước sang giai đoạn mới, phát triển tốt đẹp với những dấu ấn đậm nét. Là người bạn thân thiết, chia ngọt sẻ bùi với tinh thần, tình cảm, chân thành, tin cậy, hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở trong khu vực và trên thế giới, vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước chúng ta." Sinh thời, ông Abe được đánh giá là một nhà lãnh đạo Nhật Bản có tầm nhìn chiến lược. Ông đã đưa ra nhiều chính sách vực dậy nền kinh tế Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật với nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Đối với những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, sự quan tâm của chính quyền ông Abe đã giúp họ vượt qua đại dịch COVID-19. Nhiều người chia sẻ, nếu không có khoản tiền hỗ trợ không phân biệt quốc tịch của chính phủ Nhật vào thời điểm đó, cuộc sống của họ có lẽ đã rơi vào cảnh cùng cực. Sinh thời, Thủ tướng Abe đã dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và chia sẻ những cảm xúc đó trong các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai nhà lãnh đạo rất chú trọng đến việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2017, trong chuyến thăm Nhật Bản, cả hai thủ tướng đã cùng tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với sự tham dự của 1.600 đại biểu doanh nghiệp, trong đó có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam. Đây được xem là sự kiện có mặt đông đảo nhất đại diện doanh nghiệp hai nước. Ít ai biết, chiều hôm đó, ông Abe phải tham dự phiên họp theo quy định không thể vắng mặt tại Quốc hội Nhật Bản và hai bên đã phải nỗ lực tối đa để ông Abe có thể có mặt để tham dự, phát biểu tại hội nghị. Bên lề hội nghị APEC ở Việt Nam năm 2017, hai nhà lãnh đạo cùng nhau đi bộ ở phố cổ Hội An, quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc và cùng nhau khai trương không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Trong 9 năm cầm quyền, lần 1 năm 2006 và lần 2 từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2020, ông Abe đã sang thăm Việt Nam 4 lần và đã để lại những câu nói đã khắc sâu vào tâm khảm của nhiều người có cơ hội gặp trực tiếp. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát khi đang vận động sự ủng hộ cho một ứng viên nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Tự Do tại tỉnh Nara ngày 8 tháng 7. Ông qua đời chiều cùng ngày do mất nhiều máu dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa. Sự ra đi bất ngờ của ông Abe khiến nhiều người, trong đó có các chính trị gia nước ngoài, bị sốc. Một số quốc gia đã quyết định tổ chức quốc tang để tưởng nhớ nhà lãnh đạo tài ba tầm cỡ quốc tế Abe Shinzo.
Thông báo của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội cho biết, số tang tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ được mở từ 9 giờ đến 15 giờ 15 trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7 tại sảnh chính Đại sứ quán ở số 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Người dân cũng có thể đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh ở số 261 Điện Biên Phủ, quận 3 để ghi sổ tang trong thời gian từ 10 giờ đến 17 giờ 15 ngày 11 tháng 7 và 9 giờ đến 17 giờ 15 ngày 12 tháng 7. Sáng ngày 11 tháng 7, rất đông người dân thủ đô đã xếp hàng trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trên đường Liễu Giai, Hà Nội để đợi vào viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã mở sổ tang trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7, để người dân có thể vào viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. Từ sáng sớm ngày 11 tháng 7, phía trên cổng chính của Đại sứ quán tại đường Liễu Giai, Hà Nội, rất đông người dân đã tới xếp hàng chờ để được vào đặt hoa và viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. Rất nhiều người đã từng là du học sinh, người từng làm việc ở Nhật Bản trong thời kỳ ông Abe Shinzo còn đang làm thủ tướng. Một số ít có mặt ở Đại sứ quán Nhật Bản ngày hôm đó là Việt Kiều. Trong thời kỳ ông Abe Shinzo đương chức, ông đã có công rất lớn trong việc cải thiện, thắt chặt mối quan hệ giữa Nhật và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài công dân Việt Nam thì cũng có nhiều công dân Nhật Bản đang sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã mang hoa tới viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. Chia sẻ với phóng viên, chị Kim Tuệ, Ba Vì, Hà Nội đã đi xe máy từ nhà đến đây để viếng cố Thủ tướng Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ học và làm việc tại Nhật Bản, chị được biết đến ông Abe Shinzo qua truyền hình, báo đài, nhưng chị rất ngưỡng mộ ông, một người bạn thân thiết, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chiều ngày 11 tháng 7, linh cữu của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa từ nhà riêng đến chùa Jojoji để làm lễ Satsuja, lễ viếng người đã mất dành cho người thân và bạn bè của gia đình ông Abe. Bà Abe Aki, 60 tuổi, ngồi ở ghế trước của chiếc xe tang chở linh cữu của chồng bà. Bà Abe có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông Abe trong 35 năm, đi cùng quan tài đến chùa Jojoji, theo hãng tin Reuters. Lễ viếng Tsuja tại chùa Jojoji là sự kiện dành riêng cho gia đình của ông Abe. Tsuja có thể hiểu là lễ thức canh, trong ánh nến được duy trì liên tục, người thân canh người đã mất qua đêm. Tang lễ của ông Abe được tổ chức một ngày sau lễ Tsuja và dự kiến sẽ có các nghi lễ khác vào chiều tối cùng ngày tại Tokyo, cũng như là tỉnh Yamaguchi, quê hương của ông Abe. Nơi tổ chức tang lễ cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có lịch sử hàng trăm năm và là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất tại thủ đô Tokyo. AFP ngày 11 tháng 7 cho biết gia đình ông Shinzo Abe sẽ tổ chức lễ viếng riêng để bày tỏ sự kính trọng với cựu thủ tướng quá cố tại đền Jojoji, quận Minato, trung tâm thủ đô Tokyo, từ buổi chiều cùng ngày. Một ngày sau đó, đám tang cho ông Abe do gia đình chủ trì cũng được tổ chức tại địa điểm này, với sự tham gia của các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Buổi lễ tưởng niệm trước công chúng cũng sẽ diễn ra tại đền Jojoji vào ngày 13 tháng 7. Đền Jojoji được xây dựng năm 1393 và được coi là ngôi đền chính của pháp môn Tịnh Độ Tông tại vùng Kanto của Nhật Bản, website của đền cho biết. Tới năm 1598, sau khi lãnh chúa Ieyasuto Kugawa, người sáng lập Mạc Vũ Tô Kugawa, tiến vào Tokyo, ngôi đền được chuyển tới địa điểm hiện nay tại thành phố này. Đến thời kỳ Mạc Vũ, Jojoji trở thành ngôi đền của gia tộc Tokugawa, cũng như là trung tâm điều hành của pháp môn Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. Khi đó, ngôi đền có diện tích tới 82,6 hectare, bao gồm 48 đền nhỏ hơn và là nơi sinh sống của khoảng 3.000 sư sãi. Tuy vậy, trong dòng chảy lịch sử, ngôi đền này cũng bị ảnh hưởng. Từ phong trào chống Phật giáo vào thời kỳ Minh Trị tới sự tàn phá của Thế chiến II, diện tích của ngôi đền cũng đã giảm đáng kể so với quá khứ. Tới nay, nhiều công trình trong đền đã được phục dựng lại. Đền Jojoji vẫn được coi là ngôi đền chính, cũng như là trung tâm tu hành của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Đây cũng là một địa điểm du lịch ưa thích của nhiều du khách tới Tokyo. Ngôi đền cũng mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, khi đây là nơi an nghỉ của 6 trong tổng số 15 tướng quân Shogun của Mạc Phủ Tô Kugawa. Trong đó, lăng mộ Taito In, nơi an nghỉ của các tướng quân Hijetaya, Ienobu và Ieyasugu được xếp loại là bảo vật quốc gia Nhật Bản, nhưng đã bị phá hủy trong Thế chiến II. Được xây dựng năm 1622 cổng chính, Saijatsumon của đền là một trong những công trình bằng gỗ lâu đời nhất còn tồn tại tại Tokyo, trong khi nhiều tòa nhà trong đền bị bom đạn trong Thế chiến II phá hủy, cổng chính vẫn đứng vững. Trong đền cũng có một chiếc chuông lớn có đường kính 1,76 mét, cao 3,33 mét và nặng 15 tấn.
được đúc xong năm 1673. Đây được coi là một trong ba chiếc chuông lớn của thời kỳ Edo tại Nhật Bản. Chiếc chuông này được đánh lên hai lần mỗi ngày, vào sáng sớm và buổi tối, mỗi lần 6 tiếng. Chuông không chỉ có tác dụng báo giờ, mà còn giúp thanh lọc 108 phiền não của con người, bon no. Ngoài ra, trong đền còn có một số công trình khác như đại điện, được khôi phục năm 1974, vườn tượng địa tạng tượng trưng cho những đứa trẻ mất trước khi ra đời, hay bảo tàng trưng bày các di tích của đền. Theo Asahi, Nhật Bản đang chuẩn bị hồ sơ đệ trình lên UNESCO để đề nghị công nhận các văn bản Phật giáo tại chùa Yoyogi là di sản thuộc chương trình ký ức thế giới của tổ chức này. Các tư liệu này được thu thập trên khắp đất nước theo mệnh lệnh của tướng quân Ieyasu, người sáng lập mạc phủ Tokugawa, trước khi được trao cho nhà đền. Bộ tư liệu bao gồm 12.000 bản in khắc gỗ, kho tư liệu không chỉ là cơ sở của nghiên cứu Phật học đương đại, mà còn là dữ liệu quan trọng để tìm hiểu về văn hóa chữ Kanji, chữ Hán trong tiếng Nhật và kỹ thuật in trong quá khứ. Không chỉ là điểm đến của khách du lịch, đền Yoyogi còn là nơi dừng chân của các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao nước ngoài khi tới thăm Tokyo, của Tổng thống Mỹ George H.W. Bush từng tới đền này vào tháng 4 năm 1982 khi tới thăm Nhật Bản trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Tháng 4 năm 2013, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã tới thăm đền. Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản, ngôi đền này cũng là địa điểm quay phân cảnh đám tang của nhân vật Yahiya trong phim The Queen 2013. Trong phân cảnh này, nhân vật chính Logan bị tấn công và phải đào thoát.